10 điều tưởng độc ác với con, ai ngờ lớn lên chúng đội ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, có 10 điều tưởng độc ác khắc nghiệt nhưng lại giúp con cái khi lớn lên đường đời luôn hanh thông thuận lợi. Sau đây là 10 điều rất cần làm với con cái khi chúng còn nhỏ dại. 1. Yêu cầu con thực hiện đúng thời gian biểu. Trẻ con thường ham chơi lười học, quên ăn quên ngủ là lẽ thường tình. Nhiều đứa trẻ vì sa đà vào những trò chơi điện tử mà quên mất nhiệm vụ chính của mình. Nhiều bố mẹ vì quá nuông chiều con mà để con sinh hoạt tùy tiện theo sở thích, và hệ quả là khi lớn lên giống như một con ngựa hoang giữa đồng cỏ dại, không biết đến kỷ cương và nguyên tắc cần làm. Chính vì vậy, để rèn luyện con và kiểm soát hoạt động của con, cách tốt nhất là cha mẹ nên cùng con xây dựng thời gian biểu hợp lý. Cũng như một bài kiểm tra trên lớp luôn quy định về thời gian, đối với mỗi công việc được thiết lập có quãng thời gian nhất định. Khi con không hoàn thành được trong quãng thời gian định sẵn đó, con sẽ bị cắt thời gian vui chơi để hoàn thành, và từ đó con sẽ biết cố gắng hơn để hoàn thành công việc trong thời gian cho phép. Như vậy, ban đầu có làm con khó chịu, nhưng khi đã đưa con vào khuôn khổ, con sẽ phải thích nghi, từ đó biết cách sử dụng hiệu quả thời gian của mình. Các công việc được hoàn thành đúng hạn mà không bị bỏ sót, thay vì phải nhắc việc cho con như một cỗ máy nhàm chán và mệt mỏi, cha mẹ chỉ cần giám sát việc thực hiện của con theo thời gian biểu. Dần dần, con sẽ rèn luyện được kỹ năng tự lập và tinh thần chủ động trong cuộc sống. Khi trưởng thành, có một cuộc sống khoa học, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, đó cũng là tố chất của người thành đạt trong tương lai. 2. Không nuông chiều con bằng quà cáp. Bánh kẹo, đồ chơi là sự cám dỗ ngọt ngào đối với những đứa trẻ. Trẻ thường xuyên được nuông chiều bằng bánh kẹo sẽ có nguy cơ bị sâu răng, lười ăn, béo phì. Những đứa trẻ bị nuông chiều bởi đồ chơi dẫn đến quá ham chơi mà sao nhãng học hành, công việc, không biết quan tâm đến người khác. Nhiều đứa trẻ vì luôn được nuông chiều theo sở thích nên hình thành tâm lý luôn đòi hỏi, và khi không được đáp ứng thì dỗi hờn ăn vạ. Dân gian có câu, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, nuôi con mà không biết dạy là lỗi cha mẹ. Vậy nên mọi sự việc yêu thương cũng cần có lý trí. Con chỉ nên được nhận quà khi vào những ngày Tết của thiếu nhi, ngày sinh nhật, hoặc khi con hoàn thành xuất sắc một công việc nào đó, được sao? Cha mẹ nên khen ngợi con nhiều hơn để động viên con tiến bộ, thay vì mua quà chiều theo sở thích của con. Đồng thời khi mua quà cũng nên chọn những món quà nhỏ bé, gần gũi, tránh việc chiều con mà vượt quá khả năng tài chính của mình. Đừng cho con quà cáp thường xuyên. Một khi chúng đã quen với sự cám dỗ ngọt ngào sẽ khiến chúng nghĩ là nhận quà là đương nhiên, và khi cha mẹ bận rộn hay khó khăn không mua quà, chúng sẽ không biết thông cảm mà sẽ luôn đòi hỏi một cách vô lý. Bên cạnh tặng quà cho con, cha mẹ cũng nên giới thiệu cho con biết ý nghĩa của món quà để con biết tại sao con được nhận quà. Từ đó, biết trân trọng người tặng quà, dần dần sẽ biết cách quan tâm, yêu thương người khác. 3. Để con tự làm việc của mình. Một người lớn có ích phải có xuất phát điểm từ một đứa trẻ có ích. Trong mỗi gia đình cần có sự phân chia công việc và những đứa trẻ có nhiệm vụ hoàn thành công việc của mình. Đó là trải nghiệm cuộc sống và cũng là cơ hội để trẻ thể hiện chính mình. Trẻ không biết làm việc nhỏ, sao sau này có thể làm việc lớn? Khi nhỏ không đối diện với khó khăn, khi thấy cuộc sống một màu tẻ nhạt, thì sau này lớn lên sao có thể đối diện được với những thử thách và đủ dũng khí bước qua những bước ngoặt của cuộc đời. Gia đình chính là xã hội thu nhỏ, và những bước đi đầu đời chính là nền móng cho sự trưởng thành trong tương lai. Vậy nên, tốt hơn hết, hãy rèn cho trẻ ý thức tự lập, có cống hiến càng sớm càng tốt. 4. Yêu cầu con trả tiền cho các món đồ cá nhân. Nhiều người lo sợ rằng tiếp xúc với đồng tiền sớm sẽ khiến trẻ hư hỏng, nhưng đó là nhận định sai lầm. Người Do Thái cho con của họ tiếp xúc với tiền bạc từ rất sớm. Qua cách giáo dục của họ, những đứa trẻ sẽ ý thức được việc mình cũng cần phải bỏ tiền ra
để có được thứ mà mình muốn, không có gì là miễn phí trên đời này cả. Từ đó, trẻ biết trân trọng tiền bạc, không xa hoa lãng phí và biết thương cha mẹ mình hơn khi chúng phải lao động, thậm chí là có những trải nghiệm vất vả, cực khổ mới kiếm ra tiền để mua được thứ chúng muốn. 5. Để con tự đứng dậy khi té ngã. Tâm lý sót con là tâm lý chung của các ông bố bà mẹ, nhưng nếu cứ sợ con ngã mà suốt ngày bế con trên tay, thì đứa trẻ đó không khác gì người tàn phế. Thông thường, một đứa trẻ giai đoạn tập đi muốn đi được vững, chân tay cũng phải dầm bầm dập không biết bao nhiêu lần. Chúng phải trải nghiệm nhiều lần cảm giác bị đau khi ngã xe mới biết giữ được thăng bằng khi đi xe đạp. Tương tự như vậy, mỗi đứa trẻ buộc phải thất bại trước khi thành công. Phải biết tự đứng dậy khi vấp ngã sau này mới bật dậy được sau thất bại. Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, để con sử dụng dao sắc nhọn từ năm 4 tuổi và bắt đầu dùng đồ điện khi khoảng 7-8 tuổi. Bản thân ông tâm niệm: tôi thà rằng con mình chỉ có 9 ngón tay còn hơn để chúng trở thành những đứa trẻ không có tài cán gì, và những công việc khó khăn sẽ là thách thức ý chí để con bạn trưởng thành và cũng là cơ hội để chúng khẳng định bản thân và vươn lên trong cuộc sống. 6. Dạy con biết kiềm chế cảm xúc. Con trai 12 tuổi, năm lớp 6, bài tập nặng nề, tính tình nóng nảy. Con trai tan học về vừa bước vào cửa thì bị em gái của bố mắng: hôm qua có phải con đã làm vỡ cái đĩa của ta? Không có, cô ơi, con không có. Con trai nét mặt nghi hoặc: ta đã tận mắt nhìn thấy con làm vỡ, còn chối nữa à? Bà nội của nhóc lại làm chứng kiên quyết khẳng định: con không có mà, mọi người đổ oan cho con. Con trai khóc òa lên, nằm vật xuống đất. Khoảng 5 phút, bố đi ra khỏi phòng nghiêm giọng rằng: sao thế? Sao lại nổi điên ở đây? Bố ơi, cô và bà nội đổ oan cho con. Đổ oan? Đổ oan cho con thì sao? Đổ oan thì con nằm vật xuống đất sao? Con trai ngừng khóc, đứng dậy, cúi đầu thò thẻ: bố ơi, mọi người đổ oan cho con. Nam tử Hán đại trượng phu, dẫu cho trời có đổ sụp xuống cũng không thể ngã xuống được, huống hồ là một sự hiểu lầm từ cái đĩa nhỏ bé kia. Một đời người phải trải qua biết bao sóng gió, bị oan ức, khinh thường, phản bội, bán đứng, con liền chịu ngã xuống sao? Như vậy là hèn nhát. Con muốn là một nam tử Hán hay là một kẻ tiểu nhân hèn nhát nào? Con trai ướn ngực, ngẩng đầu lên mạnh dạn nói: con đã hiểu rồi, bây giờ con nên làm thế nào? Bây giờ hãy tự hỏi chính bản thân con đi, con có nhiều thời gian lắm đó. Không có, con có rất nhiều bài tập cần phải làm. Vậy con mau không mau đi làm bài tập đi. Hãy nhớ kỹ, dẫu cho núi lở đất sụp đi nữa cũng đừng quản nó, hãy làm xong việc của mình trước đã. Con trai nhấc cặp lên, cúi chào bà nội và cô, rồi ung dung đi vào phòng. Mọi ứng xử của trẻ nhỏ đều phụ thuộc vào cảm xúc, dễ buồn, dễ vui, dễ hờn, dễ giận, và rất nhiều khi vì buồn bực giận dữ hay vì vui quá trớn mà quên mất việc chính của mình. Nếu không có sự định hướng của người lớn, khi trẻ trưởng thành sẽ mãi là đứa trẻ bị cảm xúc dẫn dắt, hành động theo bản năng, trở thành kẻ nông nổi, bốc đồng và tùy hứng. Một đứa trẻ như vậy không bao giờ có lý trí để theo đuổi ước mơ của mình. Mỗi lần trẻ kiềm chế cảm xúc là một lần trẻ ý thức về trách nhiệm của bản thân. Từ đó sẽ dần trưởng thành và vững vàng khôn lớn. 7. Không nhất thiết cái gì của con cũng phải là nhất. Tâm lý trẻ thơ hay so sánh tị nạnh. Chúng nhìn thấy bạn bè hay chị em của mình có cái gì là muốn được bố mẹ mua cho cái đó. Còn bố mẹ thì luôn muốn con mình được bằng bạn bằng bè, không phải chịu thua thiệt với con nhà người ta, mà cắn răng cắn cỏ chiều theo ý con, cho dù điều kiện kinh tế gia đình không cho phép. Ham muốn của con trẻ là vô cùng. Nếu cái gì con muốn cũng được dần dần lớn lên, chúng sẽ là những đứa trẻ ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi một cách vô lý và không có điểm dừng. Thậm chí, có thể nhìn thấy bố mẹ người ta giàu có mà cảm thấy xấu hổ và khinh thường bố mẹ mình.
Người ta bảo buôn tàu bán bè không bằng ăn rẻ hạt tiện. Nếu khi nhỏ trẻ không biết tiết kiệm thì sau này sẽ trở thành con người hoang phí. Với con cái, không nhất thiết cái gì cũng phải là tốt nhất, mới nhất. Mọi sự yêu thương chiều chuộng cũng cần có chừng mực. Cha mẹ đừng biến tình yêu thương mù quáng của mình thành cạm bẫy, đẩy con cái vào con đường sa ngã và tự trói buộc cả cuộc đời mình trong khổ đau, buôn tuổi. 8. Dạy con giúp đỡ miễn phí những người xung quanh. Nhân quả tốt đẹp của cuộc đời không dành cho người tham lam, mà dành cho người biết yêu thương và chia sẻ với người khác. Những đứa trẻ không thể nào trưởng thành nếu chúng không biết trao đi những điều tốt đẹp. Đôi khi chỉ là hành động nhỏ nhặt trong gia đình như con rửa chén cho mẹ, con quét nhà cho bà, con nhổ tóc sâu cho ông mà không cần vòi vĩnh phần thưởng hoặc trả công. Thói quen tốt từ gia đình sẽ được phát huy khi ra ngoài xã hội như con sẵn sàng chia sẻ đồ dùng học tập với bạn, sẵn sàng bớt chút tiền ăn sáng để cho người ăn mày mua được một nắm xôi, sẵn sàng bước đến nhặt hộ đồ cho một người đi đường lỡ đánh rơi. Con người không phải trưởng thành từ những bài học đao to búa lớn. Mỗi cử chỉ, việc làm nhỏ bé nhưng ý nghĩa đều là những bài học làm người tốt nhất. Khi con biết cho đi, trái tim con sẽ bao dung và rộng mở hơn với cuộc đời. Từ một việc làm nhỏ nhất, khi con nguyện ý làm quý nhân của người khác cũng đã tạo cho mình được những quý nhân của cuộc đời. Càng nhận được nhiều sự yêu thương, con đường con đi càng thêm thênh thang rộng mở. 9. Để con thấm thía cảm giác mất mát. Con của bạn cần phải biết cảm giác này nếu chúng lỡ tay làm mất một món đồ nào đó. Khi con sở hữu một đồ vật, con cần có trách nhiệm giữ gìn chúng. Còn khi con làm mất đi, thì con tự đối diện với cảm giác day dứt ăn năn của mình. Cảm giác tiếc nuối khi không được dùng nó nữa. Có như vậy, lần sau con sẽ biết giữ gìn cẩn thận hơn. Nếu bố mẹ nuông chiều con, ngay lập tức mua cho con một món đồ mới, con sẽ nảy sinh tâm lý ỷ lại và không có ý thức giữ gìn trân trọng đồ vật. Có nhiều bố mẹ, khi con làm mất đồ, sẽ không mua cho con nữa. Yêu cầu con phải tự làm, tiết kiệm tiền bằng cách làm những việc nho nhỏ hàng ngày để nhận lương và tự tích góp đến khi đủ tiền để mua lại món đồ đó. Chính sự khắt khe và có nguyên tắc của bố mẹ sẽ nuôi dưỡng nên những đứa trẻ có trách nhiệm với bản thân và sẵn sàng gánh vác những hậu quả mình đã gây ra mà không bao giờ trốn tránh hay đùn đẩy cho người khác. 10. Dạy con cách giao tiếp lễ độ với mọi người. Đôi khi trẻ nhỏ quên mất rằng mình cần phải ăn nói, chào hỏi lễ phép với người lớn. Những đứa trẻ càng được nuông chiều, bố mẹ càng dễ dãi bỏ qua những lần phạm lỗi như thế. Nhưng nếu bạn lơ là bỏ qua điều đó, thì chúng sẽ nghĩ cách cư xử của chúng là đương nhiên. Những lần sau chúng sẽ lặp lại điều này và dần dà sẽ trở thành con người vô lễ, không có khuôn phép. Trên thực tế, chẳng một ai thích tiếp xúc với một người vô ý, thiếu lễ độ hoặc cộc cằn, xấu tính. Nên khi bạn dặn dạy con cái thái độ cư xử đúng mực, nghĩa là bạn đã dạy bảo cho con mình thành một con người có học, xa xáo, được mọi người trân trọng, chào đón, và đó là cửa ngõ của sự thành công trong cuộc đời.